đến gặp bác sĩ đã từng xét nghiệm cho hắn và Ngân Hà. Chào bác sĩ ạ, tôi có chuyện này muốn trao đổi với bác sĩ, hy vọng bác sĩ sẽ nói thật với tôi. Bác sĩ nhìn mặt Nghĩa nghiêm trọng liền nói, có chuyện gì cậu cứ nói, mà cô Ngân Hà không đi cùng cậu sao? Nghĩa lắc đầu, chúng tôi ly hôn rồi. Bác sĩ, kết quả này là sao ạ? Nghĩa đưa tờ giấy xét nghiệm của mình ra chất vấn. Bác sĩ thở dài nói, cậu Nghĩa ạ, chuyện này đúng là do chúng tôi đã sai khi giấu giếm cậu, nhưng tất cả cũng vì cô Ngân Hà yêu cầu. Hôm đó, khi chúng tôi trả kết quả, cậu đã không có ở đây. Vì thế chúng tôi chỉ có thể trao đổi với cô Ngân Hà. Cô ấy đã cầm tay tôi cầu xin rằng, bác sĩ, xin bác sĩ đừng nói cho anh Nghĩa biết chuyện này. Bác sĩ chỉ cần nói sức khỏe của anh ấy bình thường. Mọi chuyện là do tôi có được không ạ? Bác sĩ do dự nói, nhưng cậu ấy cần phải biết sự thật, để cả hai cùng chữa trị. Có như thế mới có kết quả chứ. Ngân Hà lắc đầu. Không, không cần đâu ạ. Tôi sẽ cố gắng tầm bổ cho anh ấy. Còn vấn đề của tôi sẽ uống thuốc, sẽ nghe lời bác sĩ. Không phải bác sĩ nói tôi cũng bị đa nang khó có con sao? Chỉ cần để anh Nghĩa biết như vậy là đủ. Dạo này chồng tôi rất áp lực, căng thẳng. Tôi không muốn anh ấy suy sụp. Bác sĩ làm ơn giúp tôi được không ạ? Đúng lúc này, Nghĩa xuất hiện. Bác sĩ chỉ có thể im lặng làm theo lời của Ngân Hà. Đó cũng là lý do Nghĩa không biết sự thật mình bị vô sinh. Nghĩa liền nói, không thể như thế được. Nếu như tôi bị vô sinh, thì tôi có khả năng có con được không bác sĩ? Bác sĩ chậm rãi nói, cơ hội để cậu có con tự nhiên dường như bằng không, trừ khi cậu làm IVF. Nghĩa hoàn toàn suy sụp. Hắn vẫn cố gắng hỏi, vậy tại sao lần trước tôi và Ngân Hà làm IVF nhưng vẫn không thành công? Bác sĩ liền lấy hồ sơ bệnh án cũ của Ngân Hà và Nghĩa ra nói, thực ra lần đấy, chúng tôi đã tiến hành lấy tinh trùng của cậu, nhưng chất lượng không đạt. Ngân Hà sợ mọi chuyện bại lộ, nên đã yêu cầu chúng tôi dừng lại, nói cơ địa của cô ấy chưa sẵn sàng để mang thai. Đây cậu xem đi. Nghĩa đọc từng dòng chữ trong bệnh án, càng hoang mang tuyệt vọng hơn. Nếu như Nghĩa bị vô sinh, thì rốt cuộc Gôn là con của ai? Tại sao An Nhiên lại lừa dối Nghĩa suốt 5 năm qua? Dừng lại! Chia sẻ! Viết bình luận! Tìm vô! Rồi lướt qua! Video khác cũng làm y như vậy đó!